Nhiều người dân trong nước muốn chính phủ công khai về hiệp định dẫn độ với Trung Quốc được ký kết cách đây 4 năm, trong khi lo ngại rằng Việt Nam sẽ trở thành miền đất hứa cho tội phạm từ nước láng giềng. Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, cơ quan lập pháp cao nhất của nước này, hôm 26 tháng 8 phê chuẩn hiệp định gồm 22 điều khoản, vốn được hai nước bắt đầu bàn thảo từ năm 2013 và ký kết vào năm 2015, theo Tân Hoa Xã. Việc này gây nên phản ứng ngạc nhiên trên mạng xã hội và khơi lên những câu hỏi về việc dường như có ít thông tin chính thức được phổ biến trên truyền thông nhà nước Việt Nam. Không rõ Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hiệp định này hay chưa. Trong mấy tháng gần đây, hàng trăm người Trung Quốc phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam được trả lại Trung Quốc mà không bị xét xử. Vụ 400 người Trung Quốc tổ chức đường dây đánh bạc được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam qua mạng Internet ở Hải Phòng, được trao trả cho Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc thông báo về việc phê chuẩn hiệp định dẫn độ với Việt Nam. Trước đó, hàng chục người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả hoặc phạm tội giết hại người Việt Nam đều được dẫn độ về Trung Quốc mà không qua xét xử ở Việt Nam. Bản thân là tôi cũng như rất nhiều công dân khác là không hài lòng về cái việc là cái hành vi phạm tội xảy ra tại Việt Nam và làm ảnh hưởng đến cái vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam, nhưng lại việc giao cho Trung Quốc để giải quyết ở Trung Quốc. Cái đấy nó cũng không đảm bảo với sự khách quan, cũng như tính công bằng. Các vụ việc trao trả tội phạm Trung Quốc gây tranh cãi trong công chúng gần đây được Bộ Công an Việt Nam giải thích là chuyên án của Bộ và rằng Bộ đã ký thỏa thuận về hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm với Trung Quốc. Tội phạm Trung Quốc ở Việt Nam đã gia tăng trong những năm gần đây và trong nhiều lĩnh vực, theo quan sát của luật sư Lê Đình Việt. Ông cho biết, đặc biệt trong năm 2019, số lượng các vụ phạm tội của người Trung Quốc tăng rất nhiều và với quy mô lớn.